Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị những cái xe mà trong tuần là phổ thông, xe bình dân. Và với cái chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là một chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way F110 nha các bạn. Way F110. Way F110 màu đỏ đen. Xe Way F110 này rất là bền. Xe thì thấy nó cũng hơi cũ nhưng mà nó lại rất là bền nha các bạn. Và em này nó mang biển số là 54V52452. Và với cái chiếc xe Way F này, Way F100 này, Way F110 này thì mình mong muốn bán với giá là 6.800.000 6.800.000 nha các bạn. Hôm nay thì làm gắn vẫn biết về đô đầy đủ hết rồi nha các bạn. Máy thì mình đề đầy đủ. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way cũng RSX, cũng bánh mâm cũng đĩa giống y chang như Way F110, giống nhau cái kiểu dáng đó các bạn. Mà chiếc xe này thì em nó có cái màu xanh đen, xe kia lốc bạc, xe này lốc đen. Nhưng mà xe nào cũng là bình dân, xe nào cũng đi ngon lành hết các bạn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59B126933. Và với chiếc xe Honda Way RSX này thì em mong muốn bán với giá là 8.600.000 8.600.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda Way RSX FI 110, xăng điện tử, bánh mâm, thắng đĩa. Honda Way 110 RSX FI xăng điện tử. Em này mang biển số 59F1 59849. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 12.500.000 12.500.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Future 125. Đó, chiếc xe này thì rất là mới. Chiếc xe Honda Future 125 này rất là mới. Màu xanh bạc. Xe còn zin nguyên bản hết. Và với chiếc xe Honda Future 125 này còn rất là đẹp, rất là mới nha các bạn. Xe này chỉ việc mua về là chạy là ngon lành luôn, tiết kiệm xăng lắm. Chiếc xe này rất là ngon, rất là bền luôn các bạn ạ. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59X127430. Và với chiếc xe Honda Future 125 này thì mình mong muốn bán chiếc xe Future này với giá tiền là 16 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu chiếc xe Honda Future X. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Future X màu xám bạc đen, màu đen xám bạc, bánh mâm thanh đĩa. Future X chạy nó rất là bền nha các bạn. Những chiếc xe này thuộc dạng là nồi đồng khối đá nên chạy nó rất là bền, mà nó là ít có hư hỏng bật cũng như là rất là ít hao xăng, nên được các cô chú các anh chị đi là đánh giá rất là tốt về em đó. Và em này mang biển số 54V80425. Và với chiếc xe Honda Future X này thì mình còn muốn bán với giá là 22.500 22.500 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là cái chiếc xe Yamaha Novo 2 một đèn. Đó, Yamaha Novo 2 một đèn đó, cũng khá là xấu. Đó, thì xấu thì được bù lại cái máy nó rất là êm. Cái giá nó rất là tốt, đó là 1.900.000. Đó, 1.900.000. Xe giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn. 1.900.000. À, xin cảm
ghế nữa là cái chiếc xe Honda Click. Honda Click màu đen. Xe Honda Click màu đen rất là đẹp, còn rất là mới đô. Honda Click. Xe này là tiền thân của những cái chiếc xe Honda AB sau này các bạn. Bởi vì em nói ra nó chạy rất là ngon, máy nó rất là đã. Em này mang biển số là 59T199217. Đó. Click khá là đẹp luôn. Và với chiếc xe Honda Click này thì mình mong muốn bán với giá là 10.200.000. 10.200.000 nha các bạn. Rồi. Rồi và kế nữa là mình xin giới thiệu các bạn các chị chiếc xe Honda Ly. Đó. Honda Ly màu vàng đồng này. Đó, có cái thùng cốp nó rất là to và rộng nha các bạn. Chúng ta đựng đồ rất là nhiều. Em này mang biển số 59M1 12669. Và với chiếc xe Honda Ly này có hệ thống phun xăng điện tử FI luôn, nên chắc chắn là chạy nó rất là lợi xăng nha các bạn, rất là lợi xăng và bền. À, và tất cả xe này là chính chủ nghiêm chỉnh hết. Và với chiếc xe Honda Ly này thì mình mong muốn bán với giá là 10.500.000. Ok, rồi mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều nha. Và tất cả mọi xe là đều giấy tờ chính chủ nghiêm chỉnh hết, đầy đủ giấy tờ nghiêm chỉnh rõ ràng. À, và khi các bạn các anh chị mua đều được ký giấy nghiêm chỉnh hết. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Giới thiệu đó là chiếc xe Honda Way RS. À, đây là chiếc xe Honda Way RS màu đỏ, bánh cầm thắng đĩa, còn khá là sạch. Đó. Xe khá là sạch, máy móc nghiêm chỉnh. Và với chiếc xe Honda Way RS này á, là đồ rin nó còn nguyên bản luôn nha các bạn, biển số thành phố luôn. Đó. Và với chiếc xe Honda Way RS này thì em mong muốn bán với giá là 9.300.000. Máy móc cực kỳ êm. 9.300.000 nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way. Way này là Way S nha các bạn. Way S. Way S 110. Đó, chiếc xe Honda Way S 110. Đó. Nói chung mấy cái xe này thì thuộc dạng là xe bình dân phổ thông. À, được cái là nó rất là bền. À, đi nó rất là bền. Máy móc thì nó rất là êm. Nó không có hư hỏng quặt gì hết. Cày nó rất là đã. Và với chiếc xe Honda Way S110 này, em nó mang biển số 59S261180. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này là với giá tiền là 8.200.000. 8.200.000 cho chiếc xe Honda Way F110 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Contay. Đó là cái xe Honda Winner. Honda Winner này á thì đời cuối 2017, xe nó còn rất là sạch đẹp. Đó, đời 2017. Xe này chạy tay côn thì đi nó rất là đầm. Và nó đi đường trường đó các bạn, đi đường trường thì nó rất là êm mái, nhìn nó nói chung là khỏe cái xe lắm. Và có hai cái thắng đĩa trước sau an toàn. Và xe này rất là phù hợp cho các bạn nam. Và với chiếc xe Honda Winner đời cuối 2017 này thì em nó mang biển số là 59S280929. Và với chiếc xe Honda Winner này đời cuối 2017 này thì mình mong muốn bán với giá là 24.500.000. 24.500.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Ly. Đây là chiếc xe Honda Ly màu vàng đồng. Đó, chiếc xe Honda Ly màu vàng đồng. Đó, xe này thì rất là bền nhưng mà nó cũ theo thời gian nha các bạn, nó cũ theo thời gian. Nhưng mà là em nó rất là bền bởi vì nó xe của Nhật mà. Rồi có hệ thống
phun xăng điện tử FI nên chạy nó rất là tiết kiệm xăng. À, và được cái đó, thùng yên nó rất là to bự, chúng ta đựng được rất là nhiều đồ luôn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59 à, 59 à, 59M11269. Và mình mong muốn bán chiếc xe Honda Ly này với giá là 10.500.000, 10.500.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe cũng màu vàng đồng, đó là cái chiếc xe Piaggio. Piaggio này là Piaggio Liberty các bạn. Đó, Piaggio Liberty màu vàng đồng. Piaggio Liberty màu vàng đồng. Và với chiếc xe Piaggio Liberty màu vàng đồng này, phun xăng điện tử FI 125 PE, còn khá là sạch đẹp mới. Xe này sạch đẹp mới. Xe này mang biển số là 59D110061. Và với chiếc xe Liberty này thì mình mong muốn bán với giá là 14.500.000, 14.500.000 nha các bạn. Đó, thôi 13.500.000 luôn đi, 13.500.000 bán luôn cho nó nhanh nha các bạn. Đó, hỗ trợ trực tiếp 13.500.000. Rồi, và kế nữa là cũng là một chiếc xe 13.500.000 đồng giá luôn, đó là chiếc xe Honda. Đây là chiếc xe Honda AB, đây là chiếc xe Honda AB 110 FI phun xăng điện tử màu đen bạc. Màu đen bạc chiếc xe này á, thì rất là bền, máy móc hiểu em nó thì cực kỳ bền luôn, bực bền theo năm tháng rất là bền, cày rất là tốt luôn. Và em này mang biển số là 59F118869. Và với chiếc xe Honda AB đời 2012 này thì mình mong muốn bán với giá là 13.500.000, 13.500.000 nha các bạn. Và tất cả các xe đều chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc hết nha các bạn. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Đúng, xe rất là đẹp. Xe này là đầu nồi chưa rớt. Xe này là đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Máy em này thì cực kỳ êm rồi, mấy cái xe mà đầu nồi chưa rớt thì các bạn, các anh chị biết rồi, chạy nó rất là ngon. Em nó chạy rất là đã. Mấy cái chiếc phiên chờ này thì các bạn, các anh chị biết không, đi xa là rất là ngon, ngon ơi là ngon luôn. Liền làn xe còn sạch sẽ, máy móc đây mình, các bạn, các anh chị cũng tới kiểm tra thoải mái nha, vô tư. Coi nó rõ ràng hơn nha các bạn. Rồi, xe thì coi như là nước sơn còn đẹp lắm. Xe này là đời cuối 2003 luôn, đồng hồ caro nè các bạn. Đó, đẹp mới từ trên dưới luôn. Xe được đi người ta giữ cũng khá là kỹ nên nó còn đẹp đến giờ luôn các bạn. Và xe này hình như là nói chung là người ta đi đẹp lắm, mình cũng biết nói sao. Em này mang biển số 51F76134. Và với chiếc xe Honda Future này còn đẹp, còn zin hết tất cả mọi thứ, nó đẹp từ trên dưới, từ trái qua phải, đẹp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Đó, một cái xe cái chất zin toàn tập luôn đó các bạn. Và với chiếc xe phiên chợ này các bạn ơi, thì mình mong muốn bán với giá là 21.000.000 nha các bạn. Em xin thưa lại là phiên chợ này em mong muốn bán với giá 21.000.000. Xe zin đầu nồi chưa rớt, chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Honda này là Honda AB đời 2009 đó, 2009 với 2010 nó như nhau nha các bạn. Rồi, kiểu dáng cũ nhưng mà là phun xăng điện tử FI nên chạy nó rất là đậm. Đây là cái mẫu
Honda AB, xe Jin, xe Rin nguyên bản luôn. Em này thì mang biển số là 54F36187, xe cũng còn khá là sạch sẽ. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 15 triệu 300 nha các bạn. Đó, 15 triệu 300. Rồi, mình xin cảm ơn. Đó, và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị cái chiếc xe này là cũng là chiếc xe Honda AB đời 2010, cũng là FI, phun xăng điện tử luôn các bạn, nhưng mà màu đỏ và được dán keo nguyên chiếc. Đó, xe này thì dán keo nguyên chiếc với lại màu đỏ thì nhìn nó tươi tắn hơn cái màu đen các bạn. Cũng mới lấy vô, xe chưa rửa luôn. Nói chung là có những cái xe về là không, sẽ chồng xe phổ thông là về mà làm không kịp là mình để nguyên vậy nha các bạn. Nên các bạn, các cô chú, các anh chị thông cảm là mặc dù nó cũng nó đẹp, khi mà các bạn, các anh chị hình dung là mình tháo keo ra thì nó rửa nó lên nữa thì em nó sẽ rực rỡ, rất là đẹp, rất là mới luôn. Và em này mang biển số là 55T27265. Đó, và với chiếc AB này thì nó rất là đẹp, mới lắm. Chiếc AB màu đỏ này nó rất là mới, nhưng mà vì người ta đi dơ các bạn, thì chưa có lọc keo ra, rồi nó dính sình vậy, nó chưa rửa, mai rửa lên nó sẽ đẹp. Và với chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu 800, 16 triệu 800 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe cực kỳ ngon luôn, đó là chiếc xe SYM E-Z. Chiếc xe này á, là các bạn, các anh chị biết không, chạy chở hàng, chuyên chở hàng. Nếu mà các bạn, các cô chú nào mà mua về phục vụ cái việc chở hàng là các bạn, các anh chị ok luôn. Xe thì em nó cũ theo thời gian nhưng mà nó rất là bền. Xe này nó chạy như xe quay vậy các bạn, chạy nó ngon như xe quay EZ110 nè, mạnh nữa. Đó. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 55B61402. Và với cái chiếc xe SYM EZ này rất là đẹp này, rất là mạnh, rất là khỏe này, thì mình mong muốn bán với giá là 5 triệu rưỡi. Rồi, mình xin cảm ơn. Đó, và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Future màu xám lông chuột. Chiếc xe Future màu xám lông chuột này là một chiếc xe Honda Future rất đẹp luôn. Xe này cứ mua về là chạy thôi các bạn, đầu nồi chưa rớt luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, đẹp lắm. Đó, đầu nồi chưa rớt luôn, xe này cực kỳ đẹp rồi. Màu ghi màu này các cô chú, các anh chị người lớn tuổi đi thì nó rất là đẹp. Và với chiếc xe Future màu ghi này thì mình mong muốn bán với giá là 19 triệu 500, 19 triệu 500 cho một chiếc xe Future đầu nồi chưa rớt, biển số thành phố, bao ký giấy xe sang tên toàn quốc. Rồi, xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và ngoài ra thì có một cái chiếc xe Suzuki, Suzuki này là Suzuki Smart nha các bạn, Suzuki Smart. Đó, Suzuki Smart thì có một cái mức giá rất là mềm. Em này mang biển số là 60M91325. Và với chiếc xe này mình mong muốn bán với giá là 3 triệu 200 ngàn. Xe này đi cày thì rất là ok, máy còn êm, bình đề đầy đủ, đề cái ép cái nổ. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda AB 125. Đây là chiếc xe Honda AB 125 FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa, đời 2015. Đó, xe này đời 2015, màu đen xám trắng. Chiếc xe Honda AB này em nó mang biển số là 59L163226, 9 nút. Và với chiếc xe Honda AB 125 FI phun xăng điện tử này thì mình mong muốn bán với giá là 19 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda Vision đời 2018, đời cuối 2018, màu trắng tuyệt đẹp luôn.
Đó, màu trắng rất là đẹp, rất là mới, sáng trưng luôn. Và em nó có tem, dán tem hoa văn nè, rất là đẹp, rất là dễ thương. À, đồ mới tinh, một cái xe hai chìa khóa còn nguyên. Em này đi được 18.000 rồi, rất là đẹp, rất là mới. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59F201925. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 25 triệu. 25 triệu cho một chiếc xe Honda Vision đời cuối 2018, chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái xe cực phẩm Vario 150 đời phiên bản Thái 2017. Đó, Vario. Xe này là lúc mà người ta mua mới là gần 90 triệu các bạn. Và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đó là chiếc xe Honda Rim 2 Thái. Đây là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số màu nho. À, mới mua về chưa rửa ráy, chưa dọn dẹp gì cả, sạch sẽ nhưng mà chưa có dọn. À, các bạn các anh chị có thể nhìn qua cái chất của em đó là thấy nó mộc mạc rồi. 51F23526. Đó. À, các bạn thấy thấy chưa? Quá xịn, nhưng mà nhìn vô cái phần này là biết nhìn liền nha các bạn. Đó. Nhìn vô sườn là còn ha, à, không có một gì hết. Cặp te dán vịt kêu trong luôn. Thôi. Sám chạc bạc gì là còn nguyên. Đó, và bên đây để các bạn coi. Đó, bô. Đó, một lóc gì đó, đại khái là còn đẹp. Và với cái chiếc xe này mình xin mong muốn bán với giá là 15.500.000. Xe Honda Rim 2 Thái tên lửa 7 số, chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Rim, cũng là Honda Rim, nhưng mà chiếc xe này thì không có bẩn. À, không có bẩn nha các bạn. Và xe này rim nhưng mà nó vô được cái cục máy là các bạn các anh chị thấy không? Cục máy quay S Thái, quay A, quay Alpha Thái á, đó, có ống hơi nè các bạn thấy không? Đó. Máy cực kỳ êm, cực kỳ nhẹ luôn. Rim Thái mà vô cục máy chạy nhẹ lắm, mà nãy mình có chạy chiếc xe này mình thấy nó rất là nhẹ. Và chiếc xe này em nó mang biển số 52K23189. Xe này rất là khỏe mạnh. Đó, dàn sườn nó còn đẹp nè, ống lưỡng luôn các bạn thấy không? Rồi. Nói chung là chiếc xe này máy cực ngon, đi xa cực tốt và cày rất là ngon nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số này thì mình mong muốn bán với giá 9 triệu. 9 triệu nha các bạn. Rồi. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Yamaha. Đây là chiếc xe Yamaha Sirius. À, Yamaha Sirius đời đầu. À, máy móc khô queo à, sạch sẽ, máy êm, sơn zin, tem zin Sirius. Nhưng mà nó cũ, nó xấu nha các bạn, bởi vì không có dọn dẹp gì cả. Em này mang biển số 52K74990. Và với cái chiếc xe Yamaha Sirius này, bình đề đầy đủ, máy móc êm gu. À, và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 5 triệu. 5 triệu nha các bạn, 5 triệu. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Super Cup. À, Cup 81 50 nha các bạn. Xe này thì nó cũ, mà rất là cũ. Xe này người ta dùng, người ta chở hàng á, nhìn thấy nó cũng cũ kỹ, xấu, cũ mà còn xấu nữa. Em này thì mang biển số 53XA1019. Đó, mặc dù nó xấu, nó cũ vậy nhưng mà nó lại có cái giá là 6 triệu đồng nha các bạn. 6 triệu đồng cho chiếc xe Honda Cup 81, xấu cũ nhưng mà được cái bền. Đó, ngon bền, còn đẹp nè các bạn, nó lại rẻ hơn nè. Đó, tay ga nữa. Đây là chiếc xe Astila Elizabeth tay ga thắng đĩa. À, màu đỏ đen, được bảo vệ nóc toàn thân, nhưng mà chạy quá rồi còn bảo vệ chi nữa đúng không các bạn. Nhưng mà tại vì người ta gắn vô thì mình cứ để vậy thôi. Và với chiếc xe Attila này, em nó mang biển số là 54X1 4085. Và với chiếc Attila với Elizabeth màu đỏ đen này,
thì mình mong muốn bán với giá là 5.400.000, 5.400.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu các bạn, các xe quay không phải là chiếc xe này, là chiếc xe Viago, xe Viago nha các bạn, Viago Liberty, Viago Liberty màu vàng đồng. Xe Viago Liberty này màu vàng đồng. Chưa nữa đấy, nhưng nói chung là xe về như thế nào mình để y như vậy để các bạn, các anh chị đánh giá luôn nha, đánh giá coi như nó xấu cỡ nào nha. Liberty em này của Ý, em này mang biển số là 59D11061. Và với chiếc xe Liberty này thì nhìn cơ bản này, nhìn nó còn sạch sẽ bên ngoài, hình thức nó còn sạch sẽ. Và với chiếc xe Liberty này thì máy móc êm gu, xe nghiêm chỉnh, thì mình mong muốn bán với giá là 14.500.000 nha các bạn. Một chiếc xe Viago Liberty màu vàng đồng. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Attila Elizabeth màu trắng. Đó, chiếc xe Attila Elizabeth màu trắng này thì giá nó cũng rất là mềm. Đó, xe Attila Elizabeth màu trắng, giá rất là mềm. Và với chiếc xe này thì cũng còn khá là sạch đẹp, nhưng mà chỉ có giá là 4.600.000. Em nó mang biển số tiến lên luôn, 54B48089. 4.600.000, 4.600.000. Mình xin cảm ơn. Và qua một cái chiếc xe Honda Vision thì chiếc này rất là nhiều các bạn sinh viên đã đi và đánh giá rất là tốt về chất lượng của Honda Vision cũng như là cái tính lợi xăng của em đó. Xe này đi rất lợi xăng luôn các bạn, đi rất bền và không có hư hỏng bạc mà lại được lợi xăng nữa. Đi rất là bền, đi đến nơi về đến chỗ không hư hỏng bạc, là nó là Vision. Và em này mang biển số 59L1 79234. Và với chiếc xe Vision màu trắng này thì mình mong muốn bán với giá là 15.500.000, 15.500.000 nha các bạn. Và qua cái chiếc xe đẹp đó, đó là chiếc xe Honda AB 125. Đây là chiếc xe Honda AB 125. AB 125 FI cũng xăng điện tử. Đó, màu đồng đen. Màu đồng đen. Ngày mai nó chạy cái này quá, ngày mai mình sẽ cho thay cái miếng này nha các bạn. Miếng này nè, đó cái miếng này ngày mai mình sẽ cho thay. Còn đằng sau thì em nó cũng là sạch sẽ rồi. Còn đẹp rồi, ngày mai mình cho thay nguyên miếng đó bởi vì đi gửi xe nó chạy quá. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59C1 64029. Thì với chiếc xe này thì là đời cuối 2015 luôn. Còn bán với giá là 23.500.000. 23.500.000 các bạn, xe Honda AB là cuối 2015. Và sau đó mình cũng muốn giới thiệu các bạn các chị một chiếc xe cực kỳ đẹp, đó đời 2020 luôn. Đó, đây là một chiếc xe Viago mẫu mới phiên bản đời 2020, đẹp lắm, xe mới tinh nè. Xe này là có cái hệ thống thanh đĩa ABS luôn. Viago mẫu mới, rất là mới, mới tinh luôn. Đây nè các bạn, đây là hệ thống thắng đĩa của em nó. Đây nè, hệ thống thắng đĩa chống trơn trượt, chống bó phanh. Xe còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Và cũng là đường lốp inox bảo vệ toàn thân xe luôn, đèn led luôn. Xe rất là mới nha. Xe đi 4.900 rồi. Xe quá đẹp, phiên bản đặc biệt luôn đó các bạn. Nói chung là nó còn đầy đủ hết nha, hai chìa, hai chìa khóa, sổ sách, bảo hành còn nghiêm chỉnh, đầy đủ hết luôn.
với chiếc xe này em nó mang biển số là 59C2.